Alo, alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái review cho các bạn ha, về một cái chủ đề gọi là những cái quy luật hoặc là những cái nguyên tắc bất biến trong đầu tư chứng khoán. Thì thật ra trên cái thị trường chứng khoán thì người ta thường nói là quy luật của thị trường là không có quy luật. Đó, thì thường là sẽ nói vậy thôi. Tuy nhiên là trong cái cách thức mà chúng ta đầu tư thì nó cũng sẽ có những cái nguyên tắc, có những cái nguyên tắc đặc biệt là đối với những bạn mà mới bắt đầu tìm hiểu về đầu tư, mới bắt đầu tham gia vào thị trường thì chúng ta cũng cần biết những đến cái những nguyên tắc cơ bản ha, những cái gọi là người ta thường hay nói là quy luật đấy, thì để chúng ta tránh được những cái rủi ro, những cái thua lỗ trong quá trình chúng ta tham gia đầu tư. Thì cá nhân tôi thì cũng tham gia đầu tư vào crypto, đầu tư vào chứng khoán, tuy nhiên là cũng có những giai đoạn nó khó khăn nhất định. Tuy nhiên là hôm nay thì do cái kênh YouTube của tôi thì nó số lượng lượt đăng ký nó chưa nhiều, cho nên tuy nhiên là tôi cứ up lên ha, tôi cứ up cái video lên lên, bởi vì nó đã là cái nguyên tắc là những cái quy luật thì nó sẽ đúng lâu dài. Hôm nay các bạn có thể biết, còn sau này các bạn nếu mà ai đó vô tình các bạn truy cập, các bạn xem được cái video này thì nó cũng sẽ mang lại những cái kiến thức ha, những cái ý tưởng nhất định cho các bạn để các bạn tránh được những cái thua lỗ. Chứ còn có thể là sẽ ít người tiếp cận được cái video này, tuy nhiên là khi nào các bạn tiếp cận được video thì nó cũng sẽ tốt thôi cho các bạn thôi. Và với những bạn lần đầu tiên đến với kênh video của mình thì các bạn hãy like và share video để nhiều người biết hơn, và các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký để ủng hộ mình. Và khi bạn nhấn đăng ký thì nhấn vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần mình up video thì nó sẽ tự động gửi email đến cho các bạn, để các bạn sẽ tiếp cận được nhiều cái video khác hữu ích hơn. Và hình như là thấy là trong các cái quy luật ha, trong các cách thức đầu tư chứng khoán thì thường chúng ta sẽ thấy là cái nguyên tắc đầu tiên đó là cổ phiếu mà có giá cao thì sẽ tiếp tục tăng, tức là cổ phiếu nó đã tăng thì nó có thể sẽ tiếp tục tăng, và ngược lại nó đã giảm thì nó có thể tiếp tục giảm. Đó, thì thường khi mà chúng ta tham gia trên thị trường, nếu chúng ta không rành về phân tích kỹ thuật, không không rành về về gọi là nhìn, thường là những người mà chúng ta cứ trông chờ vào người khác mà cho chúng ta một cái mã nào đó để chúng ta mua chúng ta bán á, thì chúng ta sẽ không rành. Hoặc là nhiều khi chúng ta lại thấy một cái cổ phiếu nào đó nó đang tăng, đang trong giai đoạn tăng cao, mà một số người thì lại nói là không không nên mua đuổi, ví dụ vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là thường sẽ có những cổ phiếu mà nó tăng thì là nó sẽ tăng mãi, mà nó giảm là nó sẽ giảm miết. Cho nên cái việc mà chúng ta gọi là mua đáy bán đỉnh trong cái thị trường này thì thực sự cũng rất là khó, rất là khó, không biết đâu là đỉnh và cũng chẳng biết đâu là đáy. Đó, ở đây mình sẽ đưa cho các bạn một cái ví dụ ha, một cái ví dụ thử cho chúng ta thấy. Đây, ví dụ cái cổ phiếu Rose ha, Pharos, cổ phiếu Pharos. Đây các bạn thấy là nó giảm là nó cứ giảm miết luôn, các bạn thấy không? Đó, chúng ta biết khi nào là nó dừng không? Đó, chúng ta thấy là nó giảm là nó cứ giảm. Nhiều khi tới đây chúng ta nghĩ nó là đáy, hay chúng ta bắt cái nó lại rơi tiếp, rơi rơi miệt mài luôn. Nó hồi lại được một xíu thì nó lại rơi, và chúng ta thấy bây giờ nó đến bây giờ nó vẫn rơi. Thì nếu những ai bắt trên này thì đu không biết đến bao giờ mới xuống à. Và chúng ta có thể đã mất rất là nhiều. Mất rất là nhiều. Đó. Thì đây là một cái điển hình chúng ta thấy là cổ phiếu nó đã giảm thì nó có thể sẽ giảm sâu, sâu hơn nữa, không biết đâu là đáy. Hoặc là chúng ta có thể là tìm một cái cổ phiếu mà nó đã tăng á, thì nó có thể là nó sẽ tăng, nó sẽ tăng mãi, tăng miết. Đây ví dụ như cái cổ phiếu này, VicoStone, đây chúng ta thấy này, đó, nó tăng. Đây các bạn thấy nó tăng là nó cứ tăng miệt mài luôn, nó cứ cắm đầu cắm cổ nó đi đó, trong những cái giai đoạn như thế này. Các bạn thấy không? Đây, nó đã tăng này, bắt đầu nó đi vào đây, nó bắt đầu tăng đúng không? Các bạn thấy nó tăng này, nó cứ miệt mài nó tăng, nó không lâu lâu nó chỉnh một xíu thôi. Đây là biểu đồ ngày ha các bạn thấy là nó điều chỉnh một vài phiên, sau đó nó cứ đi miết đi miết. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ không ai biết trên khúc này là đỉnh để chúng ta bán ở trên này. Đó là tuy nhiên là chúng ta thấy là chúng ta mua ở dưới này, càng mua chúng ta vẫn cứ mua là chúng ta cứ có lời và nó cứ tăng. Nhiều khi chúng ta thấy nó lên tới đây rồi bảo ở cao quá rồi chúng ta đừng đu nữa, đừng mua vào nữa, nhưng mà nó lại lên tiếp, nó cứ lên lên không biết khi nào dừng. Thì đó là chúng ta thấy là cái quy luật là nó đã tăng thì nó có thể nó sẽ tiếp tục tăng nữa. Để chúng ta có thể lưu lưu ý cổ phiếu nó đã tăng và nó có thể tăng tiếp, và nó đã giảm thì nó có thể giảm tiếp, cho nên là cái việc mà mua đáy bán đỉnh là cực kỳ khó trong cái thị trường này. Cái nguyên tắc thứ hai đó là cái người môi giới thì họ không phải là cái người chịu trách nhiệm cao nhất về cái tài sản ha, về cái cổ phiếu của các bạn. Thường thì những người mà mới tham gia, thường chúng ta đăng ký một cái công ty chứng khoán, họ sẽ thường sẽ phân công một cái người môi giới để hỗ trợ cho các bạn ha, quản lý tài khoản giúp cho các bạn, hoặc là các bạn có thể thông qua một ai đó, nhờ ai đó làm môi giới hoặc là người hướng dẫn cho các bạn. Tuy nhiên là đặc biệt là những người mà lớn tuổi, người ta không rành về đầu tư nhưng mà người ta có tiền, người ta
cũng chỉ nghe là môi giới nó tư vấn rồi mua bán như thế nào đó thì là toàn nhờ hết vào tư vấn, chứ họ họ cũng không không có rành ha. Họ không rành về đặt lệnh, không rành về nhìn biểu đồ, nhìn bảng điện gì đó, đại loại vậy. Nhưng mà họ biết là ở ví dụ cho tôi muốn đầu tư vào công ty này, tôi bỏ bằng này tiền thì tôi mua được bao nhiêu cổ đó, rồi nó tăng lên bao nhiêu thì tôi bán đi, thì cứ nói chuyện với môi giới và môi giới nó làm cho hết. Người ta nói chung người ta không quản lý mấy thì đó, thì người lớn thì mình không nói, nhưng mà mình thường thấy là 8x và 9x thì giờ các bạn rành rồi, các bạn làm biểu đồ chủ yếu là các bạn sẽ tự động, nó sẽ tự động đặt lệnh này kia đó. Tuy nhiên là chúng ta cũng cũng nên có cái trách nhiệm với cái tài sản của chúng ta ha, cổ phiếu mà chúng ta mua con nào, nắm giữ con nào ha, đầu tư vào con nào, đó là trách nhiệm của các bạn ha. Cái người môi giới hoặc là cái những cái leader của các cái nhóm á, thì không phải là người chịu trách nhiệm về tài sản của các bạn, mà chính các bạn phải tự quản lý tài khoản của mình, tự chịu trách nhiệm về cái cổ phiếu mà mình sẽ nắm giữ ha, mình sẽ mua, mình sẽ lướt. Cái quy luật số 3 đó là cái luật mà chúng ta thắng không phải là bởi vì chúng ta mua cái cổ phiếu tốt, mà chúng ta đầu tư theo một cái nguyên tắc nhất định. Thường á, thì mỗi người tham gia trên thị trường này để mà thành công thì chúng ta phải có một cái nguyên tắc riêng của chúng ta. Nguyên tắc riêng của chúng ta. Tức là sao? Tức là các bạn có thể là phải tự tìm hiểu ha, tự tìm hiểu về phân tích kỹ thuật, tự tìm hiểu về doanh nghiệp, tự biết đọc báo cáo tài chính ha, rồi biết lọc cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt, rồi biết cách thực hiện giao dịch, rồi theo dõi cái cổ phiếu mà chúng ta nắm giữ, theo dõi cái quá trình hoạt động của doanh nghiệp đó, rồi theo dõi cái lượng tiền nó đổ vào doanh nghiệp đó như thế nào, doanh nghiệp đó hoạt động như thế nào, rồi các cái báo cáo tài chính theo quý, theo năm như thế nào, rồi tùm lum các cái thứ là chúng ta phải nắm giữ, chúng ta phải phải theo dõi cái doanh nghiệp đó, chứ không phải là chúng ta không có nguyên tắc gì cả, chúng ta không cần tìm hiểu về thị trường, không cần xem tin tức về cái công ty đó như thế nào, chúng ta chỉ lên là chúng ta thấy cái cổ phiếu này ở tôi thấy nó hay hay, hoặc là ai đó nói là mai mua cổ phiếu này đi thì tôi bỏ tiền ra tôi mua, rồi mai mốt nữa khi cổ phiếu về thì tôi bán thì tôi có lời được bao nhiêu đó, thì cái đó là nó sẽ không bền ha, nó sẽ không bền. Có thể các bạn sẽ thắng được một hai lần, thắng được một hai lần thôi, tuy nhiên là sau này các bạn sẽ mất nhiều hơn đó, và nó sẽ không bền đó. Thì tính là các bạn không tự xây dựng cái nguyên tắc của mình. Ví dụ như có những người người ta ví dụ như George Soros ha, các bạn thấy là George Soros ha, là người nổi tiếng đầu tư, và ông có nguyên tắc của ông ấy, tức là nguyên 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 tắc đầu tư của ông ấy là sao ta? Cái nguyên tắc đầu tư của ông là chỉ mua ha, khi mà thấy cái cơ hội ha, chỉ mua khi mà thấy cơ hội đó. Thì hoặc là chúng ta thấy là cái đầu tư theo nguyên tắc của chiếc hộp ha, Davos. À, nguyên lý Davos thì ông thấy là nó vượt đỉnh rồi ông sẽ mua vô. À, tức là mỗi người phải tự tìm hiểu và tự xây dựng cho mình một cái nguyên tắc đầu tư, chứ chúng ta không được nghe theo ai hết, không được nghe theo nhóm nào hết ha, và tự chúng ta phải quyết định. À, cái nguyên tắc thứ tư đó là nếu mà chúng ta không sở hữu và nắm giữ và đầu tư cổ phiếu tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ sớm nghỉ chơi, sớm không chơi nữa. Cái này cũng rõ thôi, bởi vì thường những cái cổ phiếu penny thì nó có giá nhỏ hơn ha, giá rất là thấp. Thì có nhiều bạn là mới tham gia thị trường, cá nhân tôi cũng vậy, hồi mới tham gia thì tôi cũng gọi là đầu tư vào những cái cổ phiếu đó. Tuy nhiên là những cái cổ phiếu đó thì mang tính đầu cơ khá là cao ha, cho nên là chúng ta cũng không rành đó, và nó bị chi phối rất là nhiều, cho nên là chúng ta không không có lợi. Tuy nhiên là những người mới tham gia thường sẽ bị gọi là bị thu hút bởi những cái con cổ phiếu penny như vậy, cổ phiếu đầu cơ như vậy, và chúng ta sẽ không không thắng được ha. Thường chúng ta sẽ có thể là ăn một hai lần, hoặc là họ sẽ dụ chúng ta ăn một hai lần, sau đó là chúng ta sẽ thua. À, cái nguyên tắc thứ năm đó là cái xu hướng thị trường, nó là cái yếu tố quyết định đến cái việc tăng giá hay là giảm giá của một cổ phiếu. Thì các bạn thấy trong một cái xu thế chung á, xu thế chung của thị trường, khi mà cổ phiếu giảm thì gần như là tất cả các cái, tức là khi mà thị trường giảm về một cái yếu tố nào đó, về một cái lý do nào đó, cả thị trường giảm thì tất cả các cổ phiếu gần như là nó sẽ giảm. Tuy nhiên là khi mà yếu tố nó cái xu hướng nó qua đi ha, và nó lại quay lại cái trend tăng ha, bắt đầu trend tăng, tức là giảm thì tất cả cũng giảm, nhưng mà khi chúng ta quay lại cái trend tăng thì có thể là không phải tất cả đều tăng. Thậm chí là khi tin tốt ra rồi nhưng mà vẫn còn có những cổ phiếu vẫn cắm đầu đi xuống đó, thì chúng ta phải biết quan sát thị trường ha, quan sát thị trường để chúng ta theo dõi khi nào là nó là đi xuống, hoặc là trong khi thị trường đi xuống chúng ta cố gắng tìm ra những cổ phiếu đi ngược lại với thị trường, hoặc là những dòng cổ phiếu đi ngược lại với thị trường. Và cụ hoặc là chúng ta sẽ phải biết xác định được cái cổ phiếu nào khi mà cả thị trường đi lên mà có một mình nó cứ đi xuống thì chúng ta tránh xa nó ra, ví dụ vậy ha, để chúng ta biết được cái xu hướng để chúng ta đầu tư cho nó kịp thời, cho nó đúng ha, tránh được những cái thua lỗ. Nhiều khi là chúng ta thấy nó xuống mà
thị trường đi lên và chúng ta cứ nghĩ là nó đang xuống rồi chắc nó sẽ quay lên chung với người ta, nhưng mà không phải như vậy ha. Cái nguyên tắc thứ sáu ha, nguyên tắc thứ sáu thì nó hay nói là đi theo người khổng lồ ha, đứng trên vai những người khổng lồ, theo dấu chân người khổng lồ. Thì thường người khổng lồ thì sẽ luôn để lại những dấu chân lớn. Dấu chân lớn ở đây là gì? Thì nó nói người khổng lồ ở đây nó nói đến những cái nhà đầu tư lớn, những cái quỹ đầu tư lớn ha các bạn. Để ý, bởi vì những cái quỹ đầu tư lớn khi mà họ quyết định mua một cổ phiếu nào thì các bạn thấy là cái số tiền họ bỏ ra khá là lớn ha, phải tính tiền triệu đô. À, tính tiền triệu đô thì quy ra tiền Việt thì nó còn khủng khiếp cỡ nào ha. Đó, thì tất nhiên là khi mà họ mua như vậy, họ mua một cổ phiếu nào đó thì họ không thể mua một phiên một lần mà đặt một lệnh mà nó hết được. Thì họ có thể mua thành nhiều phiên nhiều ngày ha. Đó, nhiều phiên nhiều ngày và khi mà họ mua một cổ phiếu thì chúng ta thấy là cái số tiền nó đổ vào rất là lớn. Thì các bạn thấy là các bạn có thể theo dõi một cổ phiếu nào đó để đến một lúc nào đó mà cái số tiền nó vào nó đột biến về khối lượng giao dịch ha, đột biến về khối lượng giao dịch và trong hai ba phiên liên tiếp thì chứng tỏ là tiền tiền đã vào ha, và người ta thường hay gọi là cá mập. Cá mập sẽ dồn đổ tiền, hoặc là các cái quỹ đầu tư lớn nó đổ tiền và nó mua, nó gom vào cái cổ phiếu đó thì chúng ta cũng mua theo ha, chúng ta đánh theo đó, thì chúng ta gọi là theo dấu người khổng lồ. Cái nguyên tắc tiếp theo đó là nguyên tắc là chúng ta phải biết phân tích ha, và phải biết phân tích và phải biết quyết định. Phân tích ở đây là từ phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật đến phân tích thị trường rồi đến phân tích về tin tức, phân tích về biểu đồ, phân tích về dòng tiền, rất 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 nhiều thứ mà chúng ta phân tích. Tuy nhiên là những cái phân tích đó như giống như tôi nói ở trên nó đã là quan trọng rồi ha. Biết phân tích những cái yếu tố như trên, có nguyên tắc đầu tư, và cái quan trọng nữa là chúng ta phải biết quyết định à, phải biết quyết định. Bởi vì có nhiều thời điểm là chúng ta đưa ra quyết định sai hoặc là những cái quyết định vội vàng à, giống như người ta hay nói là ví dụ quyết định vội vàng chưa chưa gì mà chúng ta hoảng loạn chúng ta bán một cổ phiếu mà thậm chí là nó khá là tốt ha, và một cái tin gì đó hoặc là một cái hiện tượng gọi là bán tháo cổ phiếu thì chúng ta cũng bán theo thị trường. Tuy nhiên là không phải như vậy à, có rất nhiều trường hợp các bạn, đặc biệt là những bạn mới chơi ấy, thường các bạn sẽ thấy một cái trường hợp rất là kỳ lạ là các bạn mua một cổ phiếu nào đó thì mua vô rồi là bắt đầu thấy nó giảm ha, 5 3 ngày sau nó vẫn giảm, cả tuần cả tháng sau nó vẫn cứ giảm, đến một lúc nào đó các bạn chịu không nổi nữa các bạn bán đi. Thì các bạn vừa bán đi xong thì có thể ngay trong phiên ngày hôm đó nó lại tăng, chứ đừng nói là những ngày sau nữa đó. Thì cho nên là cái thời điểm của bạn biết quyết định, phải biết cái ra quyết định của các bạn là phải chính xác và phải chuẩn xác, chứ không phải là rồi thậm chí là khi các bạn là muốn mua một cổ phiếu nó giống như cái quy luật đầu tiên là nó giá cao và sẽ tiếp tục tăng á, thì các bạn nhớ là vậy. Còn khi các bạn đã quyết định mua ha, các bạn đã phân tích đủ mọi thứ và các bạn biết là con này có tiềm năng và nó sẽ tăng thì các bạn quyết định là phải quyết định mua liền, chứ các bạn đừng có nghĩ là thôi nó lên tới đó rồi tôi chờ nó có thể là nó giảm lại rồi tôi sẽ mua à, có thể nó đi miết mà nó không quay đầu đó. Cho nên là các bạn phải 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 biết cách ra quyết định cho nên là cho nó hợp lý. À, cái nguyên tắc thứ 8 ha, nguyên tắc thứ 8 thì là thị trường luôn được dẫn dắt bởi một cái nhóm cổ phiếu nhất định. Ví dụ trong một cái trend tăng, thì thường chúng ta thấy ví dụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam ha, trong những cái trend tăng thì sẽ có những cái nhóm cổ phiếu hoặc là một cái dòng nào đó, có dòng cổ phiếu ví dụ dòng dầu khí chẳng hạn, dòng dầu khí hoặc là dòng ngân hàng hoặc là dòng bất động sản hay gì đó, thì thường trong những cái giai đoạn nhất định thì nó sẽ có một hoặc hai dòng, nó sẽ là dòng dẫn dắt. À, nó sẽ là dòng dẫn dắt thị trường. Thì chúng ta phải tìm ra và phải biết xác định là trong cái trend đó thì là cái cổ phiếu nào hoặc là cái nhóm cổ phiếu nào nó là nhóm dẫn dắt thị trường để chúng ta có thể là chú ý ha, chú ý. Bởi vì cái thằng dẫn dắt nó sẽ tăng nhanh, tăng mạnh và tăng nhiều hơn là những cái cổ phiếu còn lại. Tất nhiên trong một cái xu thế tăng chung thì tất cả cổ phiếu đều tăng, nhưng nó có một cái nhóm mà nó tăng nhiều hơn, tăng mạnh hơn và nó có vai trò là dẫn dắt ha. Thì các bạn phải biết cách, các bạn tìm ra cái xu thế đó ha, tìm ra cái nhóm đó để chúng ta tham gia đầu tư. À, cái nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc thứ 9 đó là nguyên tắc là chúng ta phải biết cắt lỗ. À, và nó thường nói là nhà đầu tư thành công đến mấy thì cũng phải trải qua nhiều lần cắt lỗ. Đó, quan trọng là khi chúng ta cắt thì chúng ta phải đứng lên và tiếp tục. Có nhiều người thì cũng cắt. À, ví dụ các bạn mua một cổ phiếu à, sau đó để sau một tuần thôi, mua cổ phiếu trong một tuần cổ phiếu về rồi thì chúng ta thấy nó thậm chí có những giai đoạn mà chúng ta vừa mua cổ phiếu và ngay trong phiên thôi nó đã lấy mất của chúng ta 2 3% rồi
và trong khi 2 ngày tiếp theo nữa mỗi ngày nó thụt cho các bạn 2% thôi, thì đến ngày thứ ba khi mà cổ phiếu về thì nó lại tiếp tục xuống, thì lúc đấy các bạn mất bèo 6-7% rồi. Thì lúc đấy cảm giác của các bạn như thế nào, suy nghĩ của các bạn là gì? Cắt hay không cắt? À, cắt hay không cắt, bởi vì khi cổ phiếu cầm trong tay rồi đó, nhưng mà cắt hay không cắt là quyền của các bạn à, và các bạn phải tính toán và phải cân nhắc và phải suy nghĩ. Tất nhiên là chúng ta phải tính làm sao để đừng đừng để chúng ta mua phải những cái cổ phiếu nó như thế à. Tuy nhiên còn nếu trường hợp chúng ta mua phải rồi thì chúng ta cắt hay không à, và chúng ta cắt thì chúng ta lỗ. Ví dụ các bạn mua 100 triệu về một cái cổ phiếu đó, sau sau khi từ lúc mua đến lúc cổ phiếu về nó mất 6-7%, các bạn bán hay không à, đó là một câu hỏi để chúng ta có thể là suy nghĩ đó. Thường thì các cái lời khuyên là chúng ta sẽ nên cắt lỗ khi mà chúng ta mất từ 5 đến 7% trở lên, thường là khoảng 7%, 6-7% là chúng ta nên cắt ha. Đó. Còn thường thì có những người cũng sẽ có một cái gọi là chúng ta đầu tư, tuy nhiên là chúng ta mua về cho đến khi cổ phiếu về nó giảm mất 5-7% rồi, cái chúng ta bảo thôi ừ thôi cứ cứ nắm giữ đi. Rồi, hy vọng là 1 tuần sau, 2-3 tuần sau nó sẽ lên lại. Nhưng mà có khi chúng ta cầm cả tháng sau, cả năm sau nó vẫn không thấy lên lại. Ha. Thì nó mất rất nhiều cơ hội của các bạn đó, cho nên là chúng ta cũng nên có những cái quyết đoán trong vấn đề đó à. Cái nguyên tắc thứ 10, nguyên tắc thứ 10 là khi mà cái cổ phiếu dẫn đầu ha mà nó đạt đỉnh thì là lúc chúng ta cân nhắc là chúng ta thoát hàng. Thì giống như cái quy luật đầu tiên mà tôi nói thì rất khó để xác định ha, rất khó để mà xác định cái lúc nào là lúc đạt đỉnh. À, chưa 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 cần nói đến cái lúc mà chúng ta biết là cái cổ phiếu dẫn dắt ha. Việc xác định được cổ phiếu dẫn dắt nó đã là khó rồi đó. Tuy nhiên bây giờ xác định được lúc nào nó đạt đỉnh thì lại càng khó hơn ha. Thì tất nhiên ở đây các bạn hay gặp một cái thuật ngữ mà thường nhiều người bị ha, nhiều người không 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 để ý, tức là chúng ta cũng có thể xác định được cổ phiếu dẫn dắt ha, biết được cái dòng dẫn dắt rồi, tuy nhiên chúng ta không biết đâu đó là đỉnh. Nhưng mà chúng ta phải biết cách khi nào là cổ phiếu ở trong cái tình trạng gọi là phân phối đỉnh ha, phân phối đỉnh à, khi phân phối đỉnh xảy ra thì chính là trong cái giai đoạn đó thì chúng ta phải là lúc thoát đi. Chứ nhiều người gọi là hưng phấn quá là lao vào lúc đó ha, trâu chậm thì uống nước đục ha, là chúng ta sẽ chết lúc đó ha. Còn trường hợp là chúng ta không nắm cái cổ phiếu mà đang phân phối đỉnh đó nhưng mà nó là dòng dẫn dắt, thì khi chúng ta phát hiện là nó đang phân phối đỉnh thì chúng ta nắm giữ những cái cổ phiếu khác thì chúng ta cũng nên cân nhắc ha, chúng ta bán ha, chốt và chúng ta rút để chờ nó có giá tốt hơn chúng ta sẽ mua vào. À, cái nguyên tắc thứ 11 đó là thường chúng ta mua bán theo cảm xúc chứ hơn là chúng ta là kỳ vọng nó tăng, cũng như không phải vì chúng ta phân tích kỹ thuật. Có nhiều người thì người ta đầu tư ha, có nhiều bạn tham gia vào thị trường này chúng ta mua theo cảm xúc. Mua theo cảm xúc là gì? Chúng ta thấy Warren Buffett thì nhiều khi cũng có thể nói là mua theo cảm xúc, tuy nhiên là người ta gọi là vậy thôi, gọi là vậy thôi, bởi vì nhiều khi Warren Buffett bảo ông ấy cảm thấy là đàn ông thì ai cũng sẽ phải cạo râu, cho nên ông mua hãng Gillette à, ông mua cổ phiếu hãng Gillette rồi ông mua luôn Gillette, thì có đúng không? Có phải là cảm xúc không, hay là có những cái sự gọi là phân tích à, người ta phân tích rất kỹ, chúng ta đừng có thấy người ta làm như vậy mà chúng ta nói người ta đầu tư về cảm xúc, không có đâu. Ông đã phân tích rất kỹ, hoặc là ông ấy đầu tư vào Coca-Cola. Coca-Cola thì chúng ta thấy gần như tất cả những mọi bữa tiệc trên thế giới này ha, đều có sử dụng Coca-Cola ha, nó là một loại nước uống phổ biến ha. Và cái thành công của nó thì các bạn biết rồi, tức là người ta đầu tư là có chủ đích chứ không phải là theo cảm xúc ha. Còn các bạn đừng có cảm thấy vô là mình mới tham gia thị trường ha, mình thích cổ phiếu này, mình thích cái dòng cổ phiếu này, hoặc thậm chí có người là nói là tôi thích cái ông giám đốc đó, ví dụ vậy. À, có nhiều người bảo mua cổ phiếu của Vingroup, của Vic, mua cổ phiếu Vic của Vingroup bởi vì thì khoái ông Phạm Nhật Vượng, chứ cũng chẳng biết là ông ấy làm ăn như thế nào hay gì, khoái ông thì ông nổi tiếng là khoái, ví dụ vậy đó. Thì là chúng ta giống như chúng ta đầu tư theo cảm xúc, chúng ta cũng chẳng cần phân tích kỹ thuật, chẳng cần gì hết. À, rồi có nhiều người thì nhảy vô cái là bảo hơi tao mua cổ phiếu của Thế Giới Di Động, bởi vì tao ngày nào tao đi đâu tao cũng nhìn thấy cách mấy trăm mấy mấy cây số là tao nhìn thấy một cửa hàng Thế Giới Di Động rồi đó, thì tao mua Thế Giới Di Động chắc là nó sẽ phát triển. Đó thì là chúng ta mua bán theo cảm xúc thì là nó không nên ha. Đó thì thường là chúng ta vướng phải cái nguyên lý đó ha. Rồi, cái nguyên tắc thứ 12 đó là cái thị trường của chúng ta thì nó có tăng và nó cũng sẽ có giảm và có nhiều giai đoạn thì nó đi ngang. À, chắc chắn rồi ha, đồ thị thì lúc nào nó cũng phát triển theo hình sin ha. Lên rồi có xuống, chắc chắn là có lên thì sẽ có xuống, không thể nào nó cũng cứ giảm miết được. Thì như lúc nãy mình nói rồi đó,
nó tăng thì nó có thể tăng miết, nhưng mà tăng đến một lúc nào đó rồi thì nó cũng sẽ giảm, hoặc là nó giảm thì nó giảm miết rồi thì sẽ có một lúc nào nó đi lên. À, tất nhiên là chúng ta không thể gọi là không thể xác định được cái khúc nào là khúc bắt đầu tăng hoặc là khúc nào khúc bắt đầu giảm, rất là khó ha. Đó, không ai có thể căn ngay đáy mà bắt được. Đó, rồi có cả thì lúc mà thị trường đi ngang, có những cổ phiếu mà nó cứ lềnh xềnh nó đi ngang vào một cái giá đó, nó thậm chí là nó biến động không nhiều ha, nó biến động không nhiều, nó cứ lình xình nó đi ngang có khi cả tháng trời như vậy thì rất là khó chịu. À, nếu mà chúng ta đầu tư mà chúng ta nắm giữ nó vào đúng lúc lúc đang đi ngang thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta phải biết rằng như vậy, à, biết rằng thị trường nó sẽ có tăng và sẽ có giảm và có đi ngang, đó là chúng ta kiềm chế cảm xúc của chúng ta. À, cái nguyên tắc thứ 13 đó là không phải cứ có tin tức tốt thì là cổ phiếu sẽ tăng. À, thường thường là chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu đang tăng mà nó có tin tốt hỗ trợ nữa, ví dụ một cổ phiếu đang tăng mà báo cáo tài chính ra là lợi nhuận gì tăng khủng gì đó thì nó sẽ tăng tiếp. À, tuy nhiên là khi mà cổ phiếu đã giảm ha, và nhiều người mà họ đang kẹt hàng ở cái vùng giá cao thì nó họ chỉ chờ cái cổ phiếu mà tăng lên là họ sẽ bán ra, bán nó xối xả luôn, tức là họ kẹt hàng trên nó, thì đến cái thời điểm đó mà cái tin tin tốt mà có ra thì nó cũng vẫn cứ xuống, à, không cứu được đó. Đây thì để chúng ta thấy là không phải lúc nào tin tốt ra thì nó cũng sẽ tăng ha. Đó thì thường là nhiều nhiều khi chúng ta cứ thấy tin nhiều ở thị trường chúng ta thì hay có câu tin ra là bán á, thì nó là như vậy. À, rồi cái nguyên tắc thứ 14, nguyên tắc này cũng khá là hay ha. Nguyên tắc thứ 14 là trong một cái xu hướng giảm thì khi nào các bạn thấy cái vốn nó cạn kiệt thì là lúc nên cân nhắc theo dõi cổ phiếu đó. Nếu bạn nào mà từng trải ha, từng có kinh nghiệm trong thị trường này thì chúng ta thấy là khi nào mà nó cạn kiệt giao dịch, tức là à, giá nó đang trong xu hướng giảm nha, chứ không nói là xu hướng tăng đâu, xu hướng giảm ạ, tức là nó giảm về có thể là chưa phải đáy ha, đáy hay chưa chưa biết, nhưng mà nó giảm mà nó không còn người bán nữa, tức là cái cổ phiếu nó không có giao dịch nữa ha, và cạn vốn luôn rồi đó, thì chúng ta nên cân nhắc ha. Cân nhắc thì nó sẽ có một nhịp nào đó, nó đến một lúc là nó sẽ bùng nổ và nó sẽ tăng rất là mạnh. À, tức là chúng ta không còn cổ phiếu bán ra nữa thì bắt đầu nó tăng giá lên để nó cho chúng ta, nói chung là cho cổ phiếu hoạt động ấy, nó làm thanh khoản, nó gọi là tăng cái thanh khoản của thị trường lên ấy. Rồi cái nguyên tắc tiếp theo, à, nguyên tắc tiếp theo là các cái nhịp tăng của thị trường này nó luôn tuân thủ đúng theo 5 nhịp sóng Elliott. À, cái này thì nó thiên về phân tích kỹ thuật ha. Nếu bạn nào biết sóng Elliott thì các bạn thấy rồi ha. Nó sẽ đi lên cho nó đi, nó có gồm 3 nhịp tăng chính và 2 nhịp điều chỉnh. Tức là nó sẽ tăng lên cho nó điều chỉnh nhẹ xong nó tăng lên tiếp. À, thì tất nhiên là nó tạo ra một cái đáy tiếp theo, nhưng mà cái đáy tiếp theo nó sẽ thấp hơn cái đáy đáy đáy, đáy à, nó sẽ cao hơn đáy cũ và nó đi lên tiếp và nó lại điều chỉnh và nó đi lên. Đó thì các bạn để ý như vậy thì nó gọi là sóng Elliott ha, và lúc nào cũng vậy, nhịp tăng của thị trường thì lúc nào nó cũng tuân thủ theo 5 cái nhịp đó và nó sẽ có những nhịp chính lớn và nhịp nhỏ ha. Rồi nguyên tắc thứ 16 thì thường chúng ta thấy là khi một cổ phiếu mà nó đã thực sự là tăng giá thì nó có thể là sẽ tăng từ 3 tháng đến 6 tháng liên tục. À, nhưng lúc nãy chúng ta thấy là cái cổ phiếu VinCoston đó, VCS đó, nó tăng cả năm trời luôn chứ không phải là 6 tháng nữa. Cứ miệt mài nó đi lên gì đó. Đó thì nói chung chúng ta không không việc gì phải 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 vội ha, chúng ta thường là hay hay sợ là hoảng hốt chúng ta sợ chúng ta lỡ đò lỡ tàu gì đó ha. Hay gọi là chúng ta gọi là lỡ tàu không lên kịp tàu á, trong khi cổ phiếu nó tăng cao quá rồi chúng ta cứ sợ, bởi vì khi thường á chúng ta thấy nó tăng cao quá thì chúng ta sợ không dám vào, chúng ta cứ chần chừ, hôm sau nó lại lên tiếp chúng ta cũng vẫn cứ chần chừ, nhiều khi chúng ta chần chừ tới 2-3 phiên đến lúc mà chúng ta quyết định vào thì lại đúng cái ngày đó thì nó lại, khi chúng ta vừa vào hàng xong hàng chưa về thì nó bắt đầu giảm đó, cho nên là chúng ta nhiều khi là cũng chần chừ thì nó không tốt, à, vội vàng cũng không tốt, nhưng mà không phải là lúc nào cũng cũng cứ cứ vội vội vàng vàng ha. Đó, nhưng mà phải xác định được, có nhiều khi nó sẽ tăng từ 3 đến 6 tháng. Hai nguyên tắc tiếp theo đó là người tham lam thì luôn muốn mua ở đáy và bán ra ở đỉnh, nhưng mà người có kinh nghiệm thì thường sẽ mua ở điểm an toàn. Thì cái này nó đang đang cái câu này thì nó đúng nhưng mà nó rất khó để chúng ta đúng biết ha. Và cái thường ở thị trường này mua đáy bán đỉnh thì rất là khó, thì mình nói rồi, nhưng mà cái người có kinh nghiệm á, à, thì thường người ta sẽ biết là cái điểm nào là điểm an toàn. À, ở cái vùng an toàn, thậm chí là à, người ta biết là cái vùng giá đó là vùng giá hỗ trợ thì chúng ta có thể mua ở điểm đó là nó điểm an toàn, và chúng ta giả sử nó có giảm thì nó cũng không giảm nhiều nữa, nó không thể giảm hơn được nữa,
À, và thậm chí thì nó có thể nó sẽ chỉ tăng thôi, hoặc là nó đi ngang chứ nó không giảm được nữa, thì gọi là cái điểm an toàn để chúng ta có thể mua. Đặc biệt là người ta thường sẽ căn vào cái trend, mà cái cổ phiếu mà nó bắt đầu vào trend tăng ha, bắt đầu vào trend tăng thì người ta sẽ mua. Thì đó là những người có kinh nghiệm, thì cái này rất rất khó để các bạn xác định ha. À, và cái này mà để phân tích được khi nào bắt đầu vào cái trend tăng thì chúng ta phải dùng rất nhiều phương pháp ha, để cho các bạn có thể tham gia được. À, và thường thì chúng ta sẽ tìm cái lý do để chúng ta biện minh cho cái cổ phiếu của mình là tăng hay giảm. À, thì thường chúng ta lại hay nói là cứ sao ở sao mấy nay con này nó tăng nhiều quá ha, đó, sao cổ phiếu chúng ta mua thì nó cứ giảm mà sao con kia có tăng. Đó, thì thường á, là chúng ta thấy là có nhiều người là chúng ta mua cổ phiếu, khi mà nó nắm giữ cổ phiếu này chúng ta thấy nó tăng lên một mức nào đó, ví dụ như chúng ta đang đang cầm cổ phiếu ha, mà nó tăng lên khoảng 4-5% là bắt đầu chúng ta sốt ruột rồi. À, mới là sốt ruột, lúc này chúng ta bắt đầu lo là không biết là nó còn lên nữa không, hay là nó sẽ giảm. Mà chúng ta nói chung là tâm trạng của ta lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng nhìn bảng điện xem là không biết là nó còn lên nữa không, có nên cắt hay có lên lên gọi là lên chốt lời hay không, nên bán hay không, hay là chờ nó lên tiếp. Đó, thì cái này thì chúng ta cũng lúc nào cũng cũng nghĩ ở chúng ta cũng lúc nào cũng biện minh cho nó. Đó, chúng ta biện minh cho cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ á. À, ở chúng ta nghĩ ừ nó tin tốt như thế này này kia là nó chắc chắn nó sẽ tăng nữa. À, chúng ta giống như chúng ta biện minh á, cho nên là cái việc mà nó lại quay lại cái quy luật lúc nãy là chúng ta phải biết quyết định ha. Ví dụ chúng ta cổ phiếu là tăng được 4-5% rồi mà nó sắp gặp một cái cản lớn, hay là nó cái xu thế chung của thị trường là tới xu thế giảm rồi, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán đi. À, chúng ta cũng đừng mong là nó sẽ đi ngược lại xu thế và thì tất cả mọi người giảm mà nó lại giữ im. Thì khi mà chúng ta nó đang tăng 5% chúng ta không bán, chúng ta nghĩ nó sẽ lên tiếp, thì chúng ta cứ chần chừ thì xong, khi mà vào cái đà giảm thì nó lại giảm và chúng ta sẽ lõm ha. Sẽ bị lõm là chúng ta không không thành công. À, cái nguyên tắc thứ 19 đó là khi nào mà tất cả mọi người ấy, tin vào một cái cổ phiếu nào đó ha, thì chúng ta nên cân nhắc là chúng ta bán cổ phiếu đó đi. Ở đây thì thường cái câu này ha, câu này Warren Buffett hay nói ha, hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Tức là thấy một cái cổ phiếu nào đó mà ai cũng mua, người ta mua mua vào quá, tất nhiên là cái việc mà đột biến về khối lượng thì là rõ rồi ha, đột biến về khối lượng, nhưng mà tất cả mọi người đều mua, hoặc là cụ thể chúng ta nói là khi mà ai cũng đi đâu cũng nghe nói ha, đi đến cái người giữ xe cũng nói về về cổ phiếu nào đó, hoặc là cái bà bán rau cũng nói về một cổ phiếu nào đó, thì đến lúc chúng ta nên cân nhắc bán chúng, bán cái cổ phiếu ra. Hoặc là như lúc trước mình đầu tư vào crypto thì mình thấy là trong cái giai đoạn là cuối năm 2017 đầu năm 2018 là chúng ta có thể đi đến bất cứ chỗ nào chúng ta cũng nghe nói về Bitcoin ha, nói về các loại tiền, về đầu tư và tiền kỹ thuật số, về blockchain, về tùm lum hết. Nhưng mà thậm chí là mình đi đi một cái xe ráp thì cũng nghe anh ráp nói về đầu tư Bitcoin. À, đi Uber đi ráp gì mấy chả đó cũng đầu tư Bitcoin mới ghê. À, tức là các bạn thậm chí các bạn đi ra chợ thấy, đặc biệt là chúng ta thấy là trong cuối năm 2017 thì đến những cái người mà nông dân ở quê người ta không biết gì cũng bị nó lừa vào những cái đường dây gọi là đầu tư coin landing, hoặc là đầu tư máy đào, giống như là cái gì Sky Sky gì hôm trước đó, à, mình cũng không nhớ nữa. Đó, thì giống như người nông dân thì người ta biết gì ha, mà cuối cùng ai cũng nói về blockchain, ai cũng nói về Bitcoin, thì các bạn thấy hiện tại Bitcoin giảm thê thảm luôn. À, giảm thê thảm luôn, không ngóc đầu lên được ha, mất từ 10 20.000 đô, bây giờ còn khoảng hơn 3.000, chưa tới 4.000 đô. Đó, thì các bạn thấy là nó chắc bây giờ cũng khá nhiều người rời khỏi thị trường crypto rồi ha. Và cá nhân tôi thì bây giờ cũng ít không đầu tư vào crypto nhiều nữa ha, mà đầu tư trọng tâm vào chứng khoán nhiều hơn. Đó, cho nên để bạn thấy là khi mà tất cả mọi người đều đều hướng về một cái gì đó thì chúng ta cũng nên tránh xa ra. À, cái nguyên tắc thứ 20 đó là cổ phiếu thì sẽ có một khoảng thời gian gọi là phân phối đỉnh. Cái này lúc nãy tôi có nói rồi ha, thì nó lên đến cái đỉnh cao nào đó rồi thì nó sẽ gọi là nó có dừng lại trong một cái giai đoạn gọi là phân phối đỉnh. Và cách xác định phân phối đỉnh ha, thì tôi sẽ có dịp tôi sẽ làm một cái video clip, hoặc là các bạn để ý lên mạng có rất nhiều các cái bài mà người ta nói là cách xác định của cái cổ phiếu nào nó đang là cái giai đoạn phân phối đỉnh. À, phân phối đỉnh thì các bạn thấy là phân phối đỉnh thường là nó ở một cái gọi là cái giá cao nhất của cái cổ phiếu đó. À, và trong thời gian đó thì là cái giá thì không tăng. À, để ý không ạ? Cái giá thì không tăng nhưng mà cái khối lượng giao dịch thì lại tăng.
tức là nó đang trên đỉnh của một cái chu kỳ ha, các bạn nhớ là đỉnh của một chu kỳ đó, mà đến ví dụ lên 40 từ 20 mà nó lên tới 40 cái nó đứng đó. Đó, mà nó không tăng về 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 giá nữa, nó cứ đứng ở 40, ví dụ 3 ngày liền mà nó cứ 40, nhưng mà cái vol của nó thì vẫn cứ rất là lớn mà nó cứ nằm ở giá 40 thôi, thì các bạn phải hiểu là đó là một cái giai đoạn gọi là đang phân phối đỉnh đó. Thì để nói mão mão như vậy để cho các bạn có thể hiểu thôi. Cái nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc thứ 21, đó là thường các cái cổ phiếu tăng nhiều nhất thì thường chứng kiến cái tăng trưởng kinh doanh đột biến trong năm đó. Thì cái điều này thì nó rất dễ ha, thì chúng ta thường được chứng minh trong cái báo cáo tài chính. Các bạn để ý rằng trong nhất là các cái báo cáo tài chính theo quý, theo năm gì đó, mà các cổ phiếu nào mà cái báo cáo tài chính ra kết quả kinh doanh tốt và đặc biệt là tăng trưởng đột biến hay vượt 100% kế hoạch năm hay vượt 20% kế hoạch năm gì 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 đó, hoặc là sau 8 9 tháng gì mà vượt 10% kế hoạch của năm hay là gì đó, thì thường là cái cổ phiếu đó nó sẽ tăng tốt. Và đặc biệt là chúng ta sẽ chú ý đến những cái cổ phiếu mà cái lợi nhuận, cái lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận sau kinh doanh họ nó tăng đều theo từng năm, thì đó là những cổ phiếu tốt. Ví dụ các bạn theo dõi trên trang Cà Phê Em á, các bạn để ý là cái báo cáo tài chính của nó, báo cáo tài chính của quý 1 ha, ví dụ của quý 1 năm nay thì nó phải cao hơn quý 1 của năm trước đó, và cái báo cáo tài chính kết quả kinh doanh của quý 3 thì chẳng hạn thì nó phải cao hơn kết quả kinh doanh của quý 3, quý 2 và cao hơn kết quả kinh doanh của quý 1, tức là nó phải tăng dần đều ha, lợi nhuận nó phải tăng dần đều và nó phải cao hơn cái cùng kỳ. Chứ còn cái cổ phiếu mà đặc biệt là cái cổ phiếu nó sẽ không tăng được khi trường hợp mà cái lợi nhuận của quý này nó giảm hơn của quý trước ha, và nó giảm so với quý cùng kỳ nữa thì nó rất là khó ha. Đó, thì các bạn lưu ý là cái cổ phiếu mà nó tăng thì nó thường chứng kiến cái kết quả kinh doanh đột biến của một doanh nghiệp. Và các bạn thường thấy là khi doanh nghiệp nào tung tin là kết quả lợi nhuận kinh doanh tốt như thế nào, cao như thế nào á, thì thường là cái cổ phiếu nó sẽ tăng giá ha, đặc biệt là vượt bao nhiêu phần trăm kế hoạch lợi nhuận của năm á. Đó. Thì như vậy là tôi vừa chia sẻ với các bạn là khoảng 21 cái nguyên tắc ha, 21 cái quy luật để chúng ta tham gia đầu tư. Thì cũng có những cái quy luật khác nữa, có những cái cách thức đầu tư khác nữa. Tuy nhiên đây là 21 cái nguyên tắc gọi là chính yếu để mà mỗi người chúng ta khi tham gia vào thì chúng ta có thể là có thêm những cái kinh nghiệm ha, để chúng ta đầu tư. Đấy, chúng ta cũng có thể là rút kinh nghiệm để sau này chúng ta không không vướng phải những cái trường hợp như vậy, và chúng ta không có, đây là có thể là những cái trường hợp đáng tiếc ha. Và giả sử chúng ta biết được nó như vậy rồi chúng ta sẽ không không phạm phải nữa, đúng không ạ? Chúng ta biết là một cổ phiếu nó như lúc nào nó là phân phối đỉnh thì chúng ta đừng có đu vào cái lúc mà nó phân phối đỉnh, nó trâu chậm thì uống nước đục, hay chúng ta rõ rồi đó. Thì đó là những cái chia sẻ của mình ha, và nếu các bạn thấy thông tin hữu ích thì hãy cho mình một like cũng như là đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn.